Chào tất cả mọi người, thì sau Tết xong thì em thấy rất là nhiều người inbox cho em là yêu cầu dạy bài quả phụ tướng. Ai mà muốn học bài này thì hãy inbox ngay cho Zalo được để được nhận một bản hướng dẫn chi tiết để mình học bài này nha các chị nhá. Học cùng em bài quả phụ tướng nha. Thuộc đầu tiên thì mình sẽ sử dụng chân trái nhấc lên cho em nhá. Cái chân trái này nhấc chân lên thì đồng thời mình sẽ co đầu xuống cho em. Được chưa? Ok. Nào, chân nhấc đồng thời mình sẽ co đầu bên phải, co xuống này, co xuống, và khi chân chạm đất mình sẽ ngửa hất đầu ra. Hất ra. Được chưa? Ok. Lại cho em nhá. Co này, co lên. Hất ra. Và giật hai lần cho em nhá.